Thanh Ngọc xin gửi lời chào thân ái đến quý vị khán giả cũng như các bạn trẻ của đài truyền hình VNTV. Đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là một gương mặt rất trẻ, mặc dù mới 19 tuổi nhưng anh ta đang là học sinh và sinh viên năm thứ tư của trường đại học UCSD. Mặc dù sinh ra ở đây nhưng anh ta rất thông thạo về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Thanh Ngọc xin giới thiệu với quý vị khán giả bạn Si Thành Đức Phạm. Dạ, em xin gửi lời kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình VNTV và xin chào bạn Ngọc ạ. Chào Thành. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng ta, Thành có thể nào chia sẻ thêm một số thông tin về Thành để quý vị ở đây biết thêm về Thành chẳng hạn? Vâng, được chứ. Em tên là Phạm Đức Thành, hiện tại em là sinh viên năm thứ tư tại trường đại học UCSD. Em đang theo học ngành sinh vật học là Human Biology và ngôn ngữ học là Language Studies. Ước mơ của em là thành bác sĩ giải phẫu tim. Thành có thể nào chia sẻ thêm động lực và lý do nào đã khiến Thành muốn trở thành một vị bác sĩ giải phẫu tim thay vì một dược sĩ, một bác sĩ nhi khoa chẳng hạn? Thành nhớ lúc Thành còn rất nhỏ, Thành có ước mơ muốn thành bác sĩ giải phẫu tim bởi vì có rất nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là bà ngoại Thành ngày xưa đã có bị bệnh tim. Bà ngoại Thành có bệnh tim gọi là mitral valve leakage. Không biết dịch tiếng Việt thế nào, nhưng mà mitral valve leakage. Mà Thành nhớ là lúc đó thì gia đình rất lo lắng bởi vì bà ngoại Thành yếu tim lắm. Trước khi giải phẫu, bà ngoại lúc nào cũng xỉu. Và sau khi giải phẫu xong, bác sĩ lúc nào cũng lắc đầu, cũng nghĩ là bà ngoại không có thể như là qua khỏi được. Nhưng mà vì yếu tố đó và hơn nữa sau này Thành đã rút được rất nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm đầu tiên là Thành học thi hành học tất cả những cái lớp như là sinh lý học, sinh vật học chẳng hạn. Thành cảm thấy rất thích thú. Và khi Thành có làm trong cái lab thí nghiệm đã giải phẫu về chuột và nghiên cứu về tất cả những cái bệnh hoạn trong cơ thể con người, Thành cảm thấy rất là thích thú. Cho nên tất cả những cái yếu tố đó đã khiến cho Thành muốn làm bác sĩ giải phẫu tim. Đó là một lý do rất là cảm động. Đanh Ngọc muốn biết thêm là ngoài những môn học chuyên môn mà Thành phải học, bởi vì Thành là Human Biology major, đúng rồi. Thì ngoài ra Thành sắp xếp thời gian và lịch học của Thành như thế nào để có một lịch học thích hợp và vẫn có thời gian để tham gia các môn ngoại khóa khác? Thường khi Thành trước khi Thành làm những cái việc gì, Thành thường phải quản lý thời gian rất là rõ ràng. Thành có dành thời gian để học bài, dành thời gian để đi học. Mà sau khi mình đã quản lý thời gian, sắp xếp thời gian đó rồi, thì mình cứ chú tâm vào cái việc làm đó. Sau khi làm việc xong rồi thì mình có thể như là đi bơi này, hoặc là chơi quần vợt này, chơi bóng chuyền này, hoặc là làm những cái khác như mà Thành thích thú. Thí dụ như là trong thời gian rảnh Thành có thể lên mạng tìm thêm về văn hóa, thông tin văn hóa Việt Nam, học lịch sử dân tộc chúng ta. Thành cũng có thể lên mạng để học mấy cái ngoại ngữ như là tiếng Đức, tiếng Mẹ chẳng hạn. Thì tất cả đều do mà nó thuộc về cái cách mình quản lý thời gian như thế nào, sắp xếp thời gian cho nó thật đúng, cho nó thật chính xác thì có thể là làm tất cả được. Ngoài việc thông thạo về tiếng Việt ra, Ngọc còn biết là Thành rất thông thạo về 5 ngôn ngữ khác nữa. Đó là những ngôn ngữ nào? Thì tiếng Mẹ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga và một số tiếng Trung Hoa. Thật ra thì có một cái bí quyết nào đó mà giúp Thành học giỏi về nhiều ngôn ngữ như vậy hay không? Hay là chỉ là khả năng tự nhiên? Thành không dám khoe, nhưng mà Thành thì có rất cái yếu tố thì Thành nghĩ là cái trí nhớ rất là tốt. Bởi vì cái trí nhớ nó cho mình có thể học được rất nhiều ngôn ngữ mà không có bị nhầm lẫn giữa các ngôn ngữ khác nhau. Hơn nữa, vì học ngôn ngữ và vì tập cái trí nhớ rất tốt, mình có thể áp dụng những cái phương pháp đó để học sinh lý học, sinh vật học, mấy cái lớp mà chuyên môn về y khoa chẳng hạn. Thì nhờ cái trí nhớ tốt đó, Thành có thể học mấy cái thứ đó được. Thanh Ngọc chú ý ở đây là mặc dù sinh ra ở đây nhưng Thành có một cái accent rất 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 là đặc biệt khi nói tiếng Việt. Vậy thì Thành đã dùng những cái phương tiện nào hoặc là sách vở nào để học mà để có thể trau dồi một tiếng Việt một cách thông thạo như vậy? Thành nhớ lúc Thành còn rất nhỏ, Thành hay xem mấy cái phim mà tình cảm xã hội Bắc Bộ đấy, từ phim miền Bắc, từ bên Việt Nam. Và từ đó Thành mới có cái giọng Bắc này. Thực sự gia đình của Thành đó, thì quê ở miền Bắc, quê ở Hà Nội, Hải Phòng, mấy cái tỉnh Bắc Ninh ở trên đấy đấy. Mà Thành cảm thấy là cái giọng Bắc của mình nó rất là đặc biệt và nó rất là một cái phương tiện để giống như là trở về cội nguồn của dòng họ Thành. Cho nên Thành cảm thấy cái giọng Bắc đó Thực ra thì có một cái nguyên nhân hay là động lực nào mà khiến Thành có một niềm đam mê rất là to lớn để mà Thành muốn học và học hiểu và tìm hiểu thêm về học hỏi và tìm hiểu thêm về văn hóa cũng giống như truyền thống Việt Nam?
Thành nhớ lúc Thành còn rất nhỏ, Thành tiếng Việt Thành cũng không thông thạo cho lắm, không có dành cho lắm. Mà lúc đó thì khi nói chuyện với ông bà, Thành cảm thấy là mình không có thể nói chuyện một cách đầy đủ. Mà Thành nhớ lúc đó đấy, mẹ Thành khuyên Thành nên học tiếng Việt. Mà Thành lúc đó Thành bảo là ôi giời mẹ ơi, nếu con học tiếng Việt thì con quên tiếng Anh rồi sao? Thì mẹ Thành bảo là không, con là người Việt, con phải học tiếng Việt. Và vì đó mà ông bà Thành thì cũng rất là truyền thống văn hóa, cho nên Thành cảm thấy là nếu mình không có biết tiếng Việt, mặc dù tiếng Việt nó không có thông dụng, không có phổ biến cho lắm, nhưng mà mình là người Việt, mình phải học tiếng Việt, phải biết nói tiếng Việt để mình có thể trao đổi với cộng đồng người Việt Nam, cũng như nói chuyện với ông bà tổ tiên và ông bà dòng họ chúng ta khi thờ cúng nói chuyện với tổ tiên. Nhưng mà đấy. Đúng rồi. Vậy thì có những cái hoạt động hay là những cái chương trình ngoại khóa nào ở UCSD mà giúp cho Thành trao dồi thêm tiếng Việt, cũng giống như là gần gũi thêm với lại cộng đồng người Việt tại San Diego chẳng hạn? Thành có hoạt động rất nhiều với cái hội Lạc Việt, hội văn hóa Lạc Việt tại Thành trình là UCSD. President. À đúng rồi, Thành là chủ tịch. Cũng là người là... sáng tạo ra. Đúng rồi. Vì nhờ Thành tham gia cái nhóm đó, và Thành cũng có nhiều khi cũng lên quận Cam, cũng nghiên cứu rất nhiều với Viện Việt học ở trên đấy. Thành cũng có thể học thêm về chữ Hán, chữ Nôm và thêm về văn hóa lịch sử Việt Nam. Thành có thể chia sẻ thêm thông tin về nhóm Lạc Việt để các bạn trẻ ở đây nếu như muốn tham gia thì làm cách nào để liên lạc và cũng có thể tìm được. Hiểu thêm. Hội văn hóa Lạc Việt đã tồn tại cũng gần 2 năm rồi. Ban đầu thì Hội Lạc Việt là rất nhỏ, nó chỉ gồm những cái sinh viên mà rất yêu thích văn hóa Việt Nam đã thành lập. Hội Lạc Việt mục đích là để phát huy, duy trì và bảo tồn những cái nét đẹp của văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Đối với những người sinh viên đồng bào người Việt ở tại trường UCSD mà cũng như là mấy người nước ngoài mà muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Hội Lạc Việt thì cũng tổ chức rất nhiều hoạt động như là ăn Tết, mừng ngày Hai Bà Trưng, mừng ngày Lê Lợi, mừng ngày Quang Trung. Tất cả đều nhằm để giúp cho tất cả những đồng bào sinh viên tại trường UCSD có thể học hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Nếu các bạn muốn tham gia thì các bạn có thể liên lạc qua email là lacviet.ucsd@gmail.com. Kính thưa quý vị khán giả, Thanh Ngọc trước đây cũng rất là may mắn khi là một thành viên của Lạc Việt. Thì đây là một nhóm được tạo ra với mục đích rất là ý nghĩa. Ngoài việc giúp cho các bạn tìm hiểu và biết thêm về ngôn ngữ cũng giống như là văn hóa Việt Nam, thì các bạn cũng cố gắng mang đến cho các bạn sinh viên Việt Nam hoặc là những sinh viên nước ngoài những bài học rất là bổ ích về lịch sử Việt Nam thông qua những câu chuyện cổ tích nho nhỏ hoặc là những món quà thưởng nho nhỏ khi mà test các bạn coi các bạn đã học được gì, biết những gì từ một khóa học. Cho nên nếu các bạn trẻ ở đây muốn biết thêm nhiều về văn hóa Việt Nam thì nhóm Lạc Việt là một nơi rất thích hợp để cho các bạn tham gia. Thành ơi, vậy một coder như vậy, Thành vừa phải quản lý nhóm Lạc Việt, vừa phải học cho tốt và còn tham gia rất nhiều cái chương trình ngoại khóa khác. Vậy thì làm sao Thành sắp xếp cái chương trình học cho thích hợp? Thì như Thành đã nói trước, thường Thành quản lý thời gian rất ngắn, trước khi Thành học làm những cái việc đó. Ví dụ mỗi Chủ nhật, sau khi Thành thức dậy, Thành có viết ra một cái như là một cái thời khóa biểu để có thể viết ra những cái thời gian mình có sẵn và có thể như là quản lý thời gian đấy. Một quarter như vậy thì Thành học khoảng bao nhiêu lớp? Thì nó cũng tùy, nếu mà trình độ lớp thì nó khó thì Thành chỉ học khoảng 18-19 unit thôi. Còn nếu mà Thành mà có mà học có nhiều lớp dễ hoặc mấy cái lớp nó không khó cho lắm thì Thành học khoảng 26 unit. Ngoài những môn học chuyên môn ra thì Thành còn lấy những lớp nào khác mà giúp cho Thành học tốt hơn hay không? Ngoài những lớp mà chuyên môn thì Thành có học những cái lớp như là Nga ngữ này, hoặc là mấy cái lớp ngôn ngữ học. Thành cũng có học mấy vài lớp về âm nhạc, vì Thành cũng thấy tò mò, cũng thích thú, cho nên Thành cũng có học mấy cái lớp đó. Nhắc đến âm nhạc thì Ngọc muốn biết là Thành có bao giờ nghe nhạc Việt Nam hay không? Thành có nghe nhạc Việt Nam. Những thể loại như thế nào? Thường những nhạc Việt Nam Thành hay nghe thì thường giống như là những cái nhạc dân ca, như là hát chèo, quan họ, ca trù. Thì bữa nào Ngọc phải mời Thành đến đây để mà hát cho quý vị nghe. Được. Không biết là ở UCSD có lớp học về tiếng Việt nào hay không? Có, ở trường UCSD có lớp tiếng Việt, nó gồm cả cấp 1, cấp 2, cấp 3. Trình độ nó tùy theo người muốn học cao thì có thể học cái lớp nâng cao cấp 3. Cái lớp đó thì nó chỉ 4 unit thôi mà cũng học cũng không khó cho lắm. Nên học, Thành khuyên các bạn nên học cái lớp đó. Chắc chắn là Thành đang học cấp 3. Đương nhiên rồi.
Rất tiếc là cuộc trò chuyện của chúng ta thời gian có giới hạn. Trước khi kết thúc buổi trò chuyện với lại bạn Si Thành Đức Phạm, Thanh Ngọc muốn biết là Thành có thể nào có điều gì muốn nhắn nhủ và cũng như chia sẻ với các bạn trẻ ở đây. Thì Thành chỉ có hai lời khuyên thôi. Lời khuyên thứ nhất là nếu các bạn có theo đuổi ngành nghề gì đó thì các bạn hãy cố gắng tập trung tất cả hết sức vào cái việc đó, bởi vì cái lòng đam mê của mình nó sẽ khiến cho mình thành công trong cái môn, cái lĩnh vực đó. Và điều thứ nhì là các bạn trẻ ở Việt nên tiếp tục giữ cái văn hóa Việt Nam truyền thống của chúng ta, nên tiếp tục nói bằng tiếng Việt, dùng tiếng Việt như là một cái ngôn ngữ thông dụng trong đời sống của chúng ta để có thể duy trì cái đó. Và những cái như là phong tục tập quán như là ăn Tết, thờ cúng ông bà tổ tiên hoặc là mấy cái nét văn hóa thì chúng ta nên giữ gìn và phát huy để truyền đến thế hệ sau này. Xin cảm ơn Thành. Cảm ơn Ngọc. Chương trình trò chuyện với Thanh Ngọc đến đây là kết thúc. Xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.